chào các bác. Thì hiện tại tôi đang ở trong cái khu dân cư Phú Lợi nhá. Phía bên này là khu dân cư Phú Lợi này, quận 8. Và phía bên này là khu Nam Phát, quận 8 luôn. Thì tôi đã giới thiệu ai khu này cho các bác rồi. Thì ở video này thì tôi tên thủ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác một cái chung cư. Đó là cái khu chung cư Phú Lợi. Nó nằm ở trong cái khu Phú Lợi này luôn. Và xung quanh cái chung cư này thì nó nói chung là các cái tiện ích, cửa hàng, ăn uống rồi trường học, chợ đò thì nó cũng đầy đủ. Đấy. Thì phía trước các bác thì đây chính là cái khu chung cư mà tôi muốn giới thiệu. Thì nó nằm sát bên cái trường An Phong luôn. Đó. Thì để mà đi về được cái khu chung cư này thì các bác có thể đi đường Nguyễn Văn Linh nhá. Từ Vivo City mà đi về được cái khu này thì nó sẽ rơi tầm khoảng 10 cây. Còn nếu từ quốc lộ 50 đi qua cầu Nhị Thiên Đường thì các bác rẽ phải đường Phạm Thế Hiển thì nó cũng bác các bác đi cũng khoảng 6 cây ấy. Đó. Rồi. Thì đây cái chung cư tôi muốn giới thiệu cho các bác đây. Nó nằm ở sau cái rừng cây này, sau cái trường học này. Đây là trường tiểu học An Phong này, trường này nó cũng khá là nổi tiếng ở khu quận 8 này. Đó. Lúc nào các bác đến đây là các bác đến được cái chung cư này rồi. Thì các bác nằm trên đường Phạm Thế Hiển nhá. Đây là một cái hẻm ở trên đường Phạm Thế Hiển này. Rồi đi vào đây. Đó. Thì cái chung cư này tên là chung cư Phú Lợi. Thì chung cư này xây nó cũng khá lâu rồi. Nó nằm trong cái khu dân cư Phú Lợi ấy. Đó. Cái khu chung cư này thì chúng tôi đã từng đến đây rồi. Từng đến đây để mà hỏi thử thôi. Hỏi thử thuê thôi. Thì nó cao khoảng tầm khoảng gần 10 tầng nhá. Dưới này là các cái ký ốt này các bác. Còn phía trên này là các cái nhà. Thì ở trong này nói chung là khá là mới. Cái chung cư này nói chung là bên trong nó cũng mới nhưng bên ngoài thì nó cũng nhất khá là đẹp. Thì mức giá mà ở đây á, giá mà để mà mua thì tôi cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà giá mà thuê thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3,5 triệu nhá. Đến tầm khoảng 5 triệu mấy. Nói chung tùy cái diện tích và tùy cái có cái nội thất gì bên trong không. Đây có cái phòng gym này các bác. Đó. Thì cái chung cư này nó nằm ở trong cái khu dân cư Phú Lợi các bác nhìn không? Đó, đường mặt phố đấy. Thì nó có khá nhiều cái block ở đây. Dưới này là cái chỗ của cà phê này. Đó, free wifi luôn. Đấy. Buổi sáng xuống đây cũng rất là thú vị đấy. Đó, khu này là khu dân cư an ninh sạch sẽ. Chung cư ở đây nhìn cũng rất là đẹp, rất là xinh đấy. Có cây cối, có cái nơi ăn uống, giải trí, nói chung tạp hóa đầy đủ ở cái khu vực này. Đó. Bảo vệ thì xung quanh, an ninh, nói chung bảo vệ là khắp mọi nơi luôn nhá. Đó. Thì tôi không rõ là cái khu chung cư này, cái hạ tầng của nó là tầng internet đấy là cấp quang hay cấp đồng thì tôi chưa rõ. Thì các bác mà nếu mà các bác có nhu cầu muốn thuê thì các bác cũng nên hỏi thử nhá. Thì chung cư này có một cái rất là hay, có nghĩa là nó nằm ở ngay cái khu trường tiểu học luôn. Đây là trường tiểu học An Phong này. Thì bác nào mà có con nhỏ này thì buổi ngày cứ cho con cái qua đây học thôi, học cái khu trường An Phong này thôi, sau đó tự về cái chung cư bên này đấy. Thì đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết là cái chung cư Phú Lợi này nó là như vậy. Thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn thuê, muốn mua, muốn đầu tư bất động sản chẳng hạn, hoặc ở thì các bác có thể đến cái khu chung cư Phú Lợi này để tham khảo nhé. Thì tôi nghĩ cái giá chung cư ở đây thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tỷ mấy thôi. Tỷ mấy đến khoảng 1,5 tỷ là cao tay chứ nó không cao hơn được nữa đâu. Đó. Nhìn cũng rất là đẹp và an ninh đấy. Rồi thì tôi giới thiệu cho các bác biết đó là cái khu dân cư Phú Lợi này nó là như vậy. Và bác nào mà có nhu cầu mà muốn thuê thì cứ xem địa chỉ, đường đi rồi đi về đây nhá. Tôi nghĩ là một lựa chọn để mà thuê ở hay là mua cũng rất là hợp lý đấy. Rồi, bây giờ chúng ta về nào. Thì đây là cái khu nhà phố ở xung quanh cái khu cái chung cư Phú Lợi này. Thì nhà phố này là bao gồm đây là nó nằm ở trong khu dân cư Phú Lợi nhá. Thì tôi đã giới thiệu cho các bác cái video nói về cái khu này rồi thì các bác vui lòng xem lại ở trong kênh đấy. Thì tôi cũng đã nói rõ cho các bác về các cái nhà phố ở đây rồi mức giá ở các nhà phố ở đây nó như thế nào. Đó thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn mua thì nhà phố chẳng hạn thì các bác cũng có thể tham khảo nhé. Rồi hẹn gặp các bác ở video sau.